Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình quay giới thiệu với các bạn một con xe mini thương hiệu Mienta sườn nhôm. Đó, con này đây dáng là sườn nhôm hay gióng, hộp sên kín, tức là hộp xích kín đấy. Vành inox 26. Đấy, chân chống chữ A. Dè chắn bùn inox, ba gai inox, rổ inox đấy. Xe này thì size nhỏ, bánh nhỏ. Các bạn cao tầm 1m45 trở lên là chạy vừa rồi. Đấy, bộ đầu mini ghi đồng chữ U, cánh én cao rất đẹp. Tay đè Shimano bấm xả nhé. Đấy, con xe này có khóa truyền này, khóa cổ, khóa truyền luôn. Đây, đèn là Panasonic nhé. Mình sẽ các cái link phụ kiện sao mình báo nhé. Đùm này là đùm bê tông này. Đùm này đùm bê tông nhé. Đây, thương hiệu bê tông. Đấy, đùm bê tông. Vành là vỏ này, vỏ theo xe nhé, còn rất mới. Vỏ nội địa theo xe, vỏ Nhật. Đấy. Rồi, đây là cái rổ inox. Rổ inox này, cái xe này về nó không có rổ thì gắn thêm vô nha. Inox Việt Nam. Đấy, không hít nam châm. Rồi. Xe này thì đằng trước là hàn thắng nhôm 3 mảnh, thắng sau thắng bi. Sườn thì tuyệt đẹp luôn. Đây này các bạn nhìn sườn, sườn nhôm này. Tem an ninh Nhật đấy nhá. Đây. Các bạn nhìn cái ấy con nó này, rất đẹp luôn. Bắt nét này. Đấy, mình quay rất cận cảnh nhé. Thường thì mình hay quay cận cảnh nhiều. Không quay lướt. Đây, cho các bạn xem. Cái này khóa mở nhanh này, hạ in này. Đấy, cái này thì miếng bảo vệ này. Đó, miếng bảo vệ khóa này nha. Khóa này là khóa bánh cộng với khóa cổ thành hệ khóa truyền. Cái này là giò đĩa nhôm chữ Mienta này. Đây, đấy, nó có độ bóng này. Đấy, miếng này miếng inox. Đấy. Rồi. Đây. Đùm Shimano. Đấy. Vành inox, inox sáng bóng này. Đấy, đây. Rất đẹp. Đèn zin theo xe nhé. Đây. Đấy. Yên con xe này thì cũng rất đẹp. Yên dày. Đây. Êm ơi là êm, cực êm luôn. Con này thì cực kỳ cho các cháu đi học thôi. Tuyệt vời luôn. Phanh bi, phanh sau phanh bi. Phanh trước thì nó là phanh bọc ma vành. Phanh cùm. Đấy, xe rất đẹp luôn. Còn đây là cái mặt bên trái của con xe này. Đấy, các bạn thấy một con mini hai gióng thương hiệu Mienta sườn nhôm. Đấy, con này thì đầy đủ mọi thứ, mọi chức năng, khóa cổ, khóa bánh. Đấy, chân trong chữ A, rất rất đẹp luôn. Đấy, thì bây giờ mình sẽ test cái tay đè bấm xả cho bạn xem nhé. Đấy, đây này, 1 này, 2 này, 3 này, nó rất đơn giản, cái này sẽ dễ sử dụng lắm. 3 này, 2 này, 1 này. Các bạn chỉ dùng một ngón tay cái này thôi. Đấy. Đấy. Rất nhẹ và rất tiện. Đấy. Thường bấm dòng bấm xả này nó tiện hơn tay vặn. Đấy. Đúng không? Rất nhẹ nhàng. Đấy. Đấy là cái tay đè nhá. Mình sẽ test cái tay đè cho các bạn xem. Đây, kế đến này mình test cái khóa. Cái khóa nhá. Cái khóa thì đây. Đã. Rồi, chả này. Đấy, khóa này. Khi khóa này thì đây nhé. Đây ạ. Thì cái đầu này sẽ bị cứng này. Đấy, nó cứng này. Đó. Rất đơn giản. Bật cái khóa này. Đấy, các bạn mở ra được này. À, nó không còn cứng nữa. Tóm lại thì khóa cổ thì cái cổ nó không có quay được.
Đấy. Đây. Tem an ninh Nhật đây. Đây, phía bên này thì đây nhá. Này. Mình thì cứ quay cận cảnh cho các bạn xem. Đấy. Đây. Đấy. Bên đây thì cũng kính thưa các loại tem này. Đây. Tem to, tem nhỏ, tem lớn, tem bé này. Đấy, đây, cái này thì bên này cũng có chữ Mienta dập chìm này. Đó. Đây, ở chỗ này nhá, ở cái chỗ này này, nó nhỏ nhỏ nhưng các bạn đọc rất rõ này, ở đây là Made in Japan. Đây. Made in Japan ở đây có dòng chữ nhá, ở dưới chữ Mienta này, này. Về các bạn mà cứ nhìn thấy cho đó là nó có chữ Made in Japan. Đấy. Xe thì rất ok. Một cái mẫu con này đấy, cái mẫu xe này thì cứ gọi là nồi đồng cối đá. Các bạn mua về cho các chị, các mẹ, các bà đi chợ hoặc các em học sinh đi học thì vô tư. Giá tiền thì vừa phải mà mua một lần xài cả đời. Xe bền bỉ, đúng chất nội địa Nhật. Bây giờ thì mình sẽ test cái đèn chiếu sáng cho bạn xem nhé. Đèn Panasonic. Đây, đèn sáng nhé. Này. Đèn led luôn. Đấy. Con này thì con xe này thì đùm 3 số tay để bấm xả cực nhẹ luôn. Tay để bấm xả luôn. Rồi, đây. Con xe này thì mình sẽ test về số 3. Đấy, test chấn cho các bạn xem. Đây. Âm thanh rất chuẩn chỉ, âm thanh dai 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 luôn. Đấy. Vừa rồi thì mình đã test xong và review giới thiệu cho các bạn xem con xe Mianta thương hiệu nội địa Nhật. Con xe này sườn nhôm nhé, mình nhắc lại nhé. Sườn nhôm, bánh 26. Chạy xích. Đấy. Mọi thứ là ok. Đấy, chớn quay vù vù. Bạn nào thích thì gọi mình 0939086797 để chốt đơn. Đấy. Còn bây giờ thì mình xin phép dừng video ở đây.